nhằm tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất, cơ khí chế tạo tiếp cận với những thiết bị công nghệ tiên tiến, đồng thời thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp. Tại Hà Nội, triển lãm và hội thảo quốc tế lần thứ 9 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo MTA Hà Nội vừa được khai mạc. Hơn 140 nhà trưng bày đến từ hơn 17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia triển lãm đã mở ra cơ hội thúc đẩy giao thương giữa các doanh nghiệp. Đây là bước đệm quan trọng cho lộ trình phát triển của ngành công nghiệp sản xuất tại khu vực, đóng góp mạnh mẽ vào nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp ở mức 5-6% trong năm nay. Trong khuôn khổ sự kiện này còn diễn ra chuỗi chương trình hội thảo quốc tế, hội thảo chuyên đề về công nghệ sản xuất chip bán dẫn, quá trình số hóa và chuyển đổi công nghệ nhằm giúp các doanh nghiệp có những góc nhìn đa chiều và cập nhật nhất về ngành.